nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Lisa Blackpink, cô bé vô công xứ Thái thành siêu sao và kỳ tích lịch sử khiến cả thế giới vỡ òa tại VMAs. nhắc đến Lisa, khán giả sẽ nghĩ ngay đến em út người Thái Lan của Blackpink. Cô là ngôi sao đình đám, có tầm ảnh hưởng khắp thế giới và đạt được nhiều kỳ tích chưa từng có trong làng giải trí châu Á. Nhưng mấy ai biết được rằng để đạt được thành công như hiện nay? Lisa đã phải mòn mỏi cố gắng suốt hành trình dài, từ một cô gái vũ công bé nhỏ tại Thái Lan. Nữ ca sĩ này đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong nhóm nhạc toàn cầu Blackpink, không chỉ vậy, Lisa còn vươn thành ngôi sao solo đình đám thế giới, nhận được cái gật đầu từ cả lễ trao giải quốc tế như VMAS. Nữ ca sĩ này chính là nghệ sĩ solo đầu tiên của K-pop làm được điều này, mở ra cánh cửa mới và bước ngoặt mới đối với sự nghiệp của chính mình, sau hơn 10 năm cống hiến. Lisa Blackpink đã trở thành biểu tượng âm nhạc, thời trang của thế giới, lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Cô gái nhỏ vượt qua 4.000 đối thủ và thời thực tập sinh không màu hồng trong lò luyện của YG. Lisa có tên đầy đủ là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Thái Lan. Cô có tên khai sinh là Pranpriya, nhưng đã đổi thành Lalisa. Cái tên của nữ idol mang ý nghĩa người sẽ nhận được sự tán thưởng khen ngợi và dường như điều này hoàn toàn đúng với suốt chặng đường sự nghiệp của em út Blackpink. Ngay từ nhỏ, Lisa đã thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu. Âm nhạc và nhảy múa, năm lên 10 tuổi, Lisa đã tham gia hàng loạt những cuộc thi lớn nhỏ. Là một mẫu của nhóm nhảy Huy Gia Kun, nơi cô gặp người bạn đồng niên thân thiết nam thần tượng đỉnh đám Bam Bam ZOT 7 Đến năm 2010, cuộc đời Lisa có bước ngoặt khi cô vượt qua 4.000 thí sinh để trở thành thực tập sinh của ông lớn YG Entertainment. Ở tuổi 14, Lisa một thân một mình bay hàng ngàn cây số đến đất nước xa lạ. Bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ thành ngôi sao. Đây là hành trình khó khăn, bất định và không có gì đảm bảo về tương lai. Lisa ngày ấy gặp rất nhiều khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Do những bài học âm nhạc, vũ đạo dày đặc và nhất là những bài kiểm tra cuối tháng khó nhằn mọi thực tập sinh đều sợ hãi. Thế nhưng theo lời kể từ chính các thành viên Blackpink, Lisa luôn là thực tập sinh đứng đầu trong mọi bài kiểm tra và chưa bao giờ thể hiện sự e dè trước thử thách của lò luyện YG Entertainment. Bản lĩnh của cô gái nhỏ đã được thể hiện từ rất sớm. Năm năm thực tập dài đằng đẵng, đã có những lúc Lisa lén khóc thầm vì quá nhớ nhà. Vì cuộc sống thực tập sinh quá khó khăn, nhưng cô không từ bỏ. Không khó khăn nào có thể đánh gục được Lisa, đến năm 2016 Lisa đã gặt được quả ngọt đầu tiên khi được debut cùng Blackpink. Trở thành nữ idol ngoại quốc đầu tiên dưới chướng ông lớn YG Entertainment. Không chỉ là nghệ sĩ kỳ thích mà còn là biểu tượng thời trang toàn cầu. Blackpink là tân binh khủng long nhận được rất nhiều sự chú ý. Nhưng không vì thế mà con đường thành công của nhóm dễ dàng. Các cô gái bị chê bai là bản sao Toneon, Lisa còn phải chịu sự ghẻ lạnh từ bộ phận khán giả do là người ngoại quốc, nhưng dần dần từng bước, đến nay các cô gái đã mở ra đế chế mới, trở thành nhóm nhạc nữ không chỉ số một cây pop mà còn là số một toàn cầu, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên mạng xã hội và trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, thời trang, cùng với thành công của Blackpink, Lisa cũng trở thành ngôi sao toàn cầu, em gái quốc tế đỉnh đám. Nữ idol mê hoặc khán giả bằng nhan sắc xinh đẹp, khả năng trình diễn đỉnh cao. Phong cách thời trang biến hóa, cho đến nay, cô đã trở thành nữ idol K-pop được nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với 81,5 triệu lượt. Mỗi bài đăng của Lisa đều nhanh chóng thu về từ 7 đến 10 triệu lượt thả tim. Fan cam của nữ idol luôn thu hút lượt xem khổng lồ như MV chính thức. Mọi động thái của cô đều trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đến thời điểm bước sang độ tuổi 25, Lisa đã đạt được thành công phải gọi là kỳ tích. Nghìn năm có một trong làng giải trí thế giới, năm 2021. Lisa chính thức ra mắt solo với bộ đôi ca khúc La Lisa và Manny. Ngay lập tức, hai ca khúc đã gây bão toàn cầu, sô đổ mọi kỷ lục. Công phá các bảng xếp hạng, La Lisa giúp Lisa trở thành nghệ sĩ solo có MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất trên nền tảng YouTube. Còn Manny giúp công chúa Thái Lan trở thành nghệ sĩ nữ K-pop sở hữu ca khúc đạt 500 triệu lượt nghe nhanh nhất trên Spotify. Không chỉ thành công trên lĩnh vực âm nhạc, Lisa còn cực kỳ đắt sâu quảng cáo là gương mặt trang bìa đắt giá và là nàng thơ của nhà mốt danh tiếng Celine. Bulgari, nữ idol trở thành biểu tượng phong cách, dẫn đầu nhiều xu hướng thời trang. Thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện đẳng cấp quốc tế. Thậm chí, Celine còn cử phi cơ riêng đón nàng đại sứ cùng Park Bo Gum. Về BTS đến dự sâu diễn của hãng tại Paris, Pháp, chiến thắng lịch sử tại MTV VMAS 2022 mở ra cánh cửa mới đối với ca sĩ Lisa ngày 28 tháng 8 năm 2022 có thể chỉ là một ngày bình thường với mọi người. Nhưng lại là ngày đi vào lịch sử với Lisa nói riêng và Blackpink nói chung. Trên sân khấu lễ trao giải MTV VMAS 2022, Lisa đã xuất sắc vượt qua loạt đối thủ nặng ký như BTS. TWICE, EC, Seventeen để trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên giành được giải thưởng MV K-pop xuất sắc nhất với ca khúc solo đầu tay mang tên La Lisa chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử đối với Lisa bởi trước đó. BTS là nghệ sĩ duy nhất giành được giải thưởng này trong 3 năm liên tiếp từ 2019 đến 2021. Nhưng với sự bùng nổ toàn cầu của La Lisa, Eboot Blackpink đã xuất sắc giành chiến thắng ngoạn mục. Từ khóa về Lisa trong VMAS cũng đạt mốc chục triệu lượt truy cập cho mỗi từ khóa và chủ đề. Vượt xa hẳn các thành viên Blackpink và siêu sao thế giới. Điều này cho thấy rõ ràng sự quan tâm của công chúng toàn cầu đối với nghệ sĩ trẻ Lisa và giải thưởng kỳ tích của cô trong lễ trao giải này. Trên sân khấu lễ trao giải danh giá, Lisa không giấu nổi sự xúc động. Cô phát biểu bằng ba thứ tiếng, mở đầu là anh Hàn và tất nhiên là không quên cảm ơn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình tiếng Thái. Lisa xúc động gửi lời tri ân tới nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Đặc biệt là người hâm mộ đã giúp cô tiến đến với giải thưởng này và ba người chị em tri kỷ Blackpink. Bên dưới khán đài, Jisoo, Jenny và Rose đều không ngừng vỗ tay vỡ hòa vì Lisa, thậm chí chị cả Jisoo còn rơi nước mắt vì quá xúc động trước sự trưởng thành của em út. Hình ảnh này đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất lễ trao giải MTV VMAS 2022, và ngày 28 tháng 8 năm 2022 cũng sẽ trở thành một trong những ngày đáng nhớ nhất của Lisa và người hâm mộ, từ cô gái bé nhỏ ôm ước mơ ở Thái Lan. Lisa đã trở thành siêu sao toàn cầu, tỏa sáng lộng lẫy sau hơn 10 năm cống hiến không ngừng nghỉ. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé.